Theo Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO, lượng du khách quốc tế năm 2023 có thể đạt mức 80-90% so với giai đoạn trước dịch. Chi tiêu cho du lịch năm 2023 dự báo tăng 20%, thời gian lưu trú cũng dài hơn. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, các nước trên thế giới đều xác định du lịch là mũi nhọn và đều có nhu cầu phục hồi sau đại dịch. Do đó, tính cạnh tranh trong thu hút du lịch rất cao. Chính vì vậy, chúng ta cần khẩn trương ban hành nhiều kế hoạch phục hồi du lịch, tập trung vào quảng bá, xúc tiến có quy mô để thu hút du khách quốc tế, đa dạng hóa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế nhập cảnh, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua các khó khăn. Nhằm thúc đẩy du lịch quốc tế, nâng cao vai trò của các cơ quan đại diện ngoại giao, Thứ trưởng Việt khẳng định các cơ quan đại diện sẵn sàng cung cấp thông tin, tham mưu về các xu thế phát triển của du lịch, thông tin thị trường, các điều chỉnh chính sách, kinh nghiệm của các nước để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành liên quan nghiên cứu. Các cơ quan đại diện của chúng tôi cũng rất mong muốn là nhận được thông tin và những cái đặt hàng rất cụ thể của các bộ ngành, của các địa phương, của các hiệp hội, của doanh nghiệp du lịch để mà các cơ quan đại diện có thể có các cái phản hồi và cung cấp thông tin nó đáp ứng đúng và trúng các cái yêu cầu hơn. Tôi cũng mong muốn là sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, với các địa phương, doanh nghiệp xúc tiến du lịch theo thị trường, khu vực và đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường. Các cơ quan đại diện rất mong muốn được tham gia tổ chức các cái hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch. Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, chúng ta cần phải đẩy mạnh kết nối, góp phần thu hút nguồn ngoại lực của các nước và tổ chức quốc tế để nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, nâng cao kinh nghiệm quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, phát triển các sản phẩm du lịch mới có giá trị gia tăng cao. Nhận định cần sớm triển khai cụ thể giải pháp, kế hoạch quảng bá quốc tế quy mô lớn, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Tourist Võ Anh Tài cho rằng, phải triển khai chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 vừa được ban hành vào đầu tháng 3 năm 2023 một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và với ngân sách tương ứng. Tập trung mang đến cho khách quốc tế thông tin, thông điệp về điểm đến Việt Nam an toàn, hấp dẫn và khác biệt. Cần sớm có kế hoạch quảng bá tiếp thị cụ thể hàng năm cho từng thị trường có tính khác biệt, phù hợp với thế mạnh của du lịch Việt Nam. Tăng cường quảng bá tiếp thị trực tiếp tại các thị trường quốc tế trọng điểm và các thị trường mới. Đặc biệt, đối với các thị trường Đông Bắc Á bắt đầu mở cửa phục hồi như Nhật Bản, Hàn Quốc và thị trường Trung Quốc bắt đầu mở cửa cho du khách Trung Quốc theo đoàn từ ngày 15 tháng 3. Ông Võ Anh Tài nhấn mạnh, để phục hồi ngành du lịch, chúng ta cần chú trọng tăng cường khai thác du lịch cao cấp quốc tế, khách du lịch đến Việt Nam thông qua các sự kiện ngoại giao, thương mại, kinh tế đầu tư, hội chợ, hội nghị, các sự kiện thể thao và văn hóa quốc tế. Cần tạo ấn tượng mạnh về kích cầu quy mô lớn của Việt Nam dành cho khách quốc tế trên cơ sở tham gia thực chất của các doanh nghiệp và sự hỗ trợ chính sách của chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước.